Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo VFF vòng loại thứ 3 sẽ là tiền đề để hướng tới World Cup 2026. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn cho rằng việc lọt vào tới vòng loại đấu cuối cùng là cơ hội rất tốt để Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai. Sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn chia sẻ, vòng loại thứ ba World Cup là vòng đấu có sự góp mặt của 12 đội tuyển hàng đầu châu Á. Do vậy, việc đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Á ở một giải đấu chính thức là cơ hội quý giá đối với tuyển Việt Nam. Điều này có giá trị rất lớn về hình ảnh chuyên môn để giúp cầu thủ Việt Nam tiếp tục có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn vì World Cup nâng lên 48 đội vào năm 2026. Chúng tôi kỳ vọng đây là đấu trường có thể giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm. Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Đánh giá bảng đấu này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, ngoài trừ Việt Nam và Oman thì các cầu thủ còn lại thường xuyên góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Trong đó Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia là những đại diện quen thuộc của châu Á tranh tài tại đấu trường World Cup do vậy thử thách sắp tới đối với Việt Nam là thử thách hoàn toàn khác biệt so với các trận đấu tại vòng loại thứ hai đòi hỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam và thầy trò Park Hang-seo phải có sự chuẩn bị tốt, nỗ lực hết mình trong từng trận như những gì đã thể hiện để tiếp tục mang đến niềm vui, sự tự hào cho đông đảo người hâm mộ. Dự kiến các lượt trận vòng loại thứ ba diễn ra vào các ngày trong năm nay là ngày 2 tháng 9, ngày 7 tháng 9, ngày 7 tháng 10, 12 tháng 10. 11 tháng 11, 16 tháng 11 và năm 2022 là ngày 27 tháng 1, ngày 1 tháng 2, ngày 24 tháng 3, ngày 29 tháng 3. Theo đánh giá của ông Trần Quốc Tuấn, đây là lịch trình hết sức bận rộn và đầy thách thức, đặc biệt khi dịch COVID-19 tại châu Á diễn biến phức tạp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam với 3 huấn luyện đội tuyển sẽ lên kế hoạch chi tiết để kết hợp các giải trong nước và các chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị tốt cho vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Tin tiếp theo, đội tuyển Việt Nam và cơ hội tuyệt vời để vươn ra sân chơi thế giới. Những chiến binh sao vàng đã xác định được đối thủ của mình tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đây là cơ hội để thầy trò ông Park hang hoàn thành mục tiêu của mình. Bảng đấu đồng ý huấn luyện viên Park hang Như vậy, lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cuối cùng cũng diễn ra. Vui sướng phấn khích nhưng đầy hồi hộp là cảm xúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam trải qua sau khi những chiến binh sao vàng rơi vào bảng B với các đối thủ khá thú vị. Theo đó tại bảng B, Việt Nam sẽ nằm chung với các đội bóng mạnh như Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Rõ ràng so với bảng đấu còn lại là bảng A, rồng vàng dễ thở hơn nhiều. Tuy nhiên, vẫn là thách thức cực đại cho huấn luyện viên Park cùng học trò. Trước khi buổi lễ bốc thăm diễn ra, Vị trí lực gia 62 tuổi đã phát biểu trên AFC rằng muốn tránh đội tuyển Hàn Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Cụ thể, thầy Park chia sẻ, tôi không muốn tránh đối thủ cụ thể nào cả, nhưng mà nếu phải chọn ra một đội thì sẽ là Hàn Quốc. Rõ ràng, có thể hiểu cho nhà cầm quân sinh năm 1959 bởi chẳng ai muốn đấu với quê hương của mình. Hơn nữa, Việt Nam đã phải nhận hai thất bại trong 3 năm gần đây khi đối đầu với các cấp độ tuyển Hàn Quốc. Vì vậy, Tổng thư ký AFC, ông Winston Jones, cầm trên tay lá thăm may rủi mang tên Korea Rep tại bảng A thì có thể thấy rõ sự dạng dỡ của huấn luyện viên Park cùng Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn qua lớp khẩu trang bởi tránh đi được đối thủ mà chúng ta không muốn gặp. Nhìn lại các đối thủ bảng B, có lẽ thầy Park đã hài lòng phần nào. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn cho thấy sự khiêm tốn qua lời chia sẻ cảm xúc sau khi biết kết quả bốc thăm Mỗi đội ở mỗi bảng đều có đặc điểm riêng và lối chơi khác biệt. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam học hỏi thêm cũng như phát triển khả năng của mình trong trận đấu. Chắc chắn khi đã biết được đối thủ của mình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới, thầy Park bắt tay vào công việc của mình để tìm hiểu kỹ lối chơi của họ. Qua đó, vị chiến lược gia 62 tuổi xây dựng giáo án và chiến lược để tuyển Việt Nam tạo ít nhất một cơn địa chấn trước những đội bóng mạnh trong khu vực. Thời cơ cho tuyển Việt Nam đã đến. Có thể nói rằng đây là bảng đấu mà người hâm mộ bóng đá nước nhà rất là mong muốn. Dù có đối thủ mạnh đến đâu, nhưng ít nhất những chiến binh sao vàng hoàn toàn có cơ hội để lật đổ. Với tuyển Nhật Bản, không thể phủ nhận sức mạnh của họ tại sân chơi khu vực, một nền bóng đá mạnh đã nhiều năm tham dự World Cup, cũng như lần gần nhất họ tiến tới vòng 1/8 trên đất Nga cách đây 3 năm, khiến Kevin De Bruyne cùng đồng đội phải chật vật mới có thể bước tiếp. Dù vậy, cơ hội có điểm cho Việt Nam vẫn xảy ra, bởi tại Asian Cup 2019, Việt Nam chơi cực kỳ sòng phẳng với các đội bóng xứ sở Hoa Anh Đào, khiến họ chỉ giành suất đi tiếp nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Rich Australia là đối thủ mà chúng ta chưa từng gặp tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Đồng ý là họ mạnh trong khu vực, nhưng đó cũng là ở khoảng thời gian trước khi Australia sở hữu Út dàn cầu thủ chơi bóng tại ngoại hạng Anh. Nhưng giờ đây, nhân sự của đội tuyển này khá sát lạ, luôn thể hiện phong độ khá phập phù. Vì vậy, dòng vàng hoàn toàn có thể tận dụng được điều này để có ít nhất là một điểm. Ba đối thủ còn lại mới là những đội bóng mà Việt Nam hy vọng giành 3 điểm trong lịch sử. Trong đó, tinh thần của những chiến binh sao vàng sẽ cao hơn bao giờ hết khi chạm trán với Trung Quốc. Bởi mới đây, báo Sina của đất nước tỷ dân không đánh giá cao trình độ của thầy trò huấn luyện viên Park, nên Quế Ngọc Hải và đồng đội chắc chắn giành một chiến thắng để chứng minh năng lực trong bóng đá yếu tố bất ngờ là điều không tránh khỏi nếu nhìn sang euro giải đấu đang diễn ra tại châu âu thì các đội tuyển mạnh như là pháp bồ đào nha hay hà lan đều bị loại từ những đội bóng chiếu dưới vậy nên tuyển việt nam hoàn toàn tin tưởng mình có thể đánh bại những đối thủ tại bảng b khi trái bóng chưa lăn chưa thể khẳng định được điều gì thử thách cho việt nam nhưng đó cũng là thời cơ để rồng vàng tiến tới sân chơi world cup khi nằm tại bảng b với những đối thủ có thể nói là dễ thở hơn so với bảng a cùng chờ đợi và những sự thay đổi của huấn luyện viên Pahaser và sự bùng nổ tới từ các cầu thủ, họ chơi bằng cả tinh thần của một dân tộc yêu bóng đá. Tin tiếp theo, truyền thông Australia đánh giá thế nào về tuyển Việt Nam? Dù có lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Việt Nam vẫn được báo chí Australia đánh giá cao. Sau khi biết kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, báo chí Australia tỏ ra thận trọng khi nhắc đến thầy trò ông Paul Hauser. Tờ Rô miêu tả Việt Nam là tập thể tiềm năng, vươn mình mạnh mẽ. Những năm gần đây, tờ này cũng nhắc lại thành tích của Việt Nam tại Asian Cup 2019, khi lọt vào tứ kết và chỉ chịu thua Nhật Bản với tỷ số 0-1. Còn trang Sydney Morning Heron nhận định nền bóng đá Việt Nam có sự phát triển nhanh nhất châu Á và thầy trò ông Park Hauser có thể tạo ra vài cú sốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. SMH dành lời khen cho kế hoạch đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, đồng thời tin rằng Quang Hải là cầu thủ tài năng nhất trong đội hình rồng vàng, biệt danh của tuyển Việt Nam. Trái ngược với truyền thông Australia, báo chí Trung Quốc và Saudi Arabia lại không đánh giá cao Việt Nam CGTN của Trung Quốc khẳng định từ Việt Nam là đối thủ dễ đối phó nhất và lấy dẫn chứng Trung Quốc từng đánh bại đối thủ láng giềng 9-0 vào năm 96 ở cấp độ U22. CGTN nhận định Trung Quốc phải thận trọng trước đối thủ Nhật Bản, Australia và Oman. Trong khi đó, trang Arab News của Saudi Arabia thì cho rằng tuyển Saudi Arabia có lịch thi đấu dễ dàng khi chỉ phải chạm trán Việt Nam và Oman ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, Arab News nhận định, Saudi Arabia gặp khó khăn khi tái đấu Việt Nam ở lượt về bởi sự cuồng nhiệt của khán giả tại sân Mỹ Đình. Trang này cũng cho rằng Việt Nam khi ấy thi đấu vì niềm tự hào dân tộc. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam rơi vào bảng B nơi có sự xuất hiện của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn hai lượt theo thể thức lượt đi lượt về. Hai đội đứng đầu bảng B sẽ thẳng tiến đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022 đội tuyển đứng thứ 3 tham gia trận playoff với đối thủ chung thứ hạng ở bảng A. Đội thắng trong trận này tham dự trận playoff với đại diện của khu vực khác để giành vé tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Việt Nam sẽ khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng cuộc chạm trán với Saudi Arabia trên sân khách ngày 2 tháng 9. Tin tiếp theo, chuyên gia thế giới gọi tuyển Việt Nam là những chàng trai bánh mì. Chuyên gia bóng đá Australia đã khiến người hâm mộ Việt Nam hết sức thích thú khi gọi thầy trò Pahaser là những chàng trai bánh mì. Chia sẻ sau khi kết quả bảng đấu của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á được công bố, chuyên gia Kevin Pollard, người hiện đang công tác tại Đài Force 8 của Australia cho hay: "Thật thú vị chúng ta sẽ gặp những chàng trai bánh mì. Đây là lần đầu tiên Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Cá nhân tôi nghĩ rằng Australia đã có bảng đấu tương đối dễ dàng." Bởi lẽ nếu nhìn sang bảng bên kia bao gồm Iran, Hàn Quốc, Iraq, UAE đều là những đội mạnh, chuyên gia Kevin Pollack chia sẻ. Theo kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển Australia nằm trung bảng với Việt Nam, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản và Saudi Arabia. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 tại Qatar trong khi hai đội đứng thứ ba mỗi bảng gặp nhau ở trận playoff để tranh suất tham dự trận playoff liên lục địa với đại diện của châu lục khác. Ở trận đầu tiên, Việt Nam đá sân khách trước đối thủ Saudi Arabia ngày 2 tháng 9. thầy cho ông Park một lần nữa di chuyển tới Tây Á, thi đấu trận gia quân vòng loại World Cup khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.